Thời tiết ngày cuối tuần tại thành phố Cần Thơ và khu vực Nam Bộ có gì đáng lưu ý, chị Hằng Bi? Dạ vâng, mến chào quý vị khán giả. Khả năng là vào chiều nay mưa dông sẽ xuất hiện ở tại thành phố Cần Thơ. Có nơi mưa vừa, mưa to kèm với dông gió mạnh. Lưu ý là mưa có thể rải rác từ chiều cho đến tận đêm. Về nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ là 31 độ C. Tối và đêm giảm xuống còn 25 cho đến 27 độ C. Còn các tỉnh thành khác ở khu vực Nam Bộ nói chung hôm nay cũng duy trì trạng thái là sáng nắng, chiều tối sẽ chuyển mưa dông. Mức nhiệt cao nhất ở tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một hay Biên Hòa, không nơi nào vượt quá 32 độ C. Thời tiết thay đổi liên tục trong ngày khiến cho sức đề kháng suy giảm, nhất là ở trẻ nhỏ, dễ bị mắc các bệnh về hô hấp. Các bậc phụ huynh lưu ý là ngoài việc giữ thói quen súc miệng và rửa mũi bằng nước muối sinh lý thì cũng nên chú ý đến giấc ngủ của con, bởi vì một giấc ngủ sâu sẽ khiến cho bé khỏe mạnh hơn, sức đề kháng cũng được cải thiện tốt hơn. Thời tiết ở thành phố đảo Phú Quốc hôm nay buổi sáng vẫn sẽ có những khoảng nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất trong ngày không vượt quá 30 độ C. Trưa chiều trời chuyển mưa dông, có nơi mưa vừa mưa to, cảnh báo ngập úng ở khu vực trũng thấp, khu đô thị hoặc là lốc sét, gió giật mạnh cũng có thể đi kèm trong mưa dông. Chuyển sang dự báo thời tiết biển, cảnh báo hôm nay vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động. Còn vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, hôm nay cũng tiếp diễn mưa nhiều, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.